cái này đó, bây giờ chú nó thấy nó đi là nó đi dầm dầm vậy, như nó quánh trâu mà nó bị vì nặng mà nó bị tới vậy đó, là nó cái đầu của nó bị dạ y gan như là con trâu mà y gan vậy đó ha chú. Nó thờ đó, nó giận sao nó giục người mạng nó xong nó không bình thường gái. Rồi xin chào mọi người, mình hôm nay mình và anh kênh An Giang Lê Thanh đến thăm mấy chú chùm chia lại lần nữa nha mọi người. Và mình có món quà cho chú. Kia. Kia ơi. Kia. Tôi coi cho con gửi thuốc chú hút chú. Thuốc kìa chú kia. Dạ. 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 À, không rồi có ai lại cho thuốc không không? Dạ. Chị hôm rồi có ai lại cho đến này kia không chú? Không có gì. Có không? Có nhiều người rồi phải không? Đây là cái tô cơm của chú Chi ăn này nha mọi người. Hôm nay mình có đi ngang trên đường gần nhà của chú Chi đó. Bây giờ mình ghé lại mình cho quà chú. Thấy chú cũng được nhiều người đến giúp đỡ thì cũng rất mang ơn tất cả các anh em. Thì mình có ghi địa chỉ ở dưới á, thì mọi người tìm đến địa chỉ để giúp chú Chia ha, là cái người mà đập tượng ông thần độ mạng đó mà bây giờ nó trở nên như vậy đi các bạn. Rồi để mình quay một lần nữa cho mọi người coi ha, nhà của chú Chia ha. Bây giờ là không biết là hiện tại các người con của chú Chia có gặp được cái clip này không, có trở về thăm ông không thì mình chưa biết. Mà mình thấy là tất cả anh em ở trên cộng đồng mạng cũng như là các anh YouTuber thì cũng có đến quay chú chùm chia rồi. Chú kể hồi đó là ổng giục xuống sông luôn ha chứ chú. Nó thờ đó, nó giận sao nó giục người mạng nó xong. Là hồi lúc đó là dạ hồi lúc đó là chú chùm chia là thờ ông độ mạng đó, là lúc đó là chú chùm chia chưa có bị cái bệnh này bị phải không? Chưa. Là ổng còn bình thường đúng không chú? Cũng như mình vậy đó. Dạ ổng cũng như người thường nha ha. Dạ bình thường ha. Rồi từ lúc tới đó là nó tới hai đời vợ. Hai đời vợ trước rồi sau bốn đứa, rồi con nhỏ gái nó được con đứa gái. Yeah. Thầy coi thì nó coi nhỏ đó nữa nó làm giàu mà nó nói nó không có thương gái chỉ yeah. Thương trai không à. Yeah. Thầy coi giờ đó là nó bốn thằng trai. Yeah. Đứa gái nó bỏ đó. Yeah. Con nhỏ gái đó nó theo nó đó với mấy trâu á. Mấy con trâu hả? À, hồi đó là chú chùm chia có nuôi mấy con trâu hả? Hay là một nuôi con? Nuôi xá gì đó. Dạ, là nói chung là hồi xưa là chú chùm chia cũng là khá. Cái hầm ở sau đó đó là cái hầm trâu của nó. Dạ vậy đó hả chú? 5-6 con trâu rồi chứ không dạ. Biết đâu. Con nghe con tại con lúc trước con cũng có quay một cái clip rồi thì cái hoàn cảnh của chú chùm chia như vậy đó, rồi kêu gọi mấy người con của chú về đặng phụng dưỡng cho chú. Rồi nghe nói là hồi đó là chú nuôi con trâu đó mà không biết sao mà chú để cho nó bị xiết cổ nó chết đó. Đó bị lắm mưa rồi cái cây cầm đó. Dạ. Rồi nó cầm hai dây mũi vậy nó cầm vậy nè. Dạ. Rồi mũi cắn mũi gì đập không rỡ gì hết trơn. Dạ. Bữa đó mưa nó xuống rồi mũi nó bu. Dạ. Nó quơ sao xiết ra cái nó quay ra lọt dưới cái dốc á. Dạ. Cái dốc nó trao mỏ là vậy. Dạ. Nó chết luôn. Chết luôn ha. Ừ. Rồi hồi nãy con nghe chú nói là
À, cái chú chùm chìa không có thương con gái ha, là lúc đó là sao mà cái người con gái đó mất luôn hay sao chú? Đau chết luôn hả? Ừ, mà chú nói là hồi đó là coi thầy là cái người con gái đó là sẽ sau này sẽ giàu. Vợ của nó đi coi. Vợ của chú chùm chìa ha. Ừ. Dạ. Coi mấy con nhỏ này mà nó đau bằng tỷ nữa. Dạ. Nó nhằn cái móng tay này, nó nhằn. Dạ. Ở đây biết trơn á. Dạ. Mà nó không có tin thương gái. À, cũng hơn coi như là chú chùm chìa cũng không có tin dị đoan luôn. Ừ. À, không có thương con gái. Ừ. Rồi sau này cái người con gái nó mất luôn. Chết luôn. Dạ. Là nó chắc có thể là người con gái đó đi theo chú chùm chìa. Ừ, nó báo đó. Dạ. Trâu, nó đập chết trâu nữa. Dạ. Bởi vì cũng còn cái này đó, bây giờ chú nó thấy nó đi là nó đi dầm dầm vậy, như nó quánh trâu mà nó bị gì nặng mà nó bị tới vậy đó, là nó cái đầu của nó bị. Dạ, y gan như là con trâu mà y gan vậy đó ha chú. Ừ. Dạ. Chú coi đỡ nó có đi rồi, chú coi đây con trâu. Con thấy ổng đi. Con thấy ổng đi, ổng thấy ổng gìn đất vậy nè. Ừ. Dạ. Bây giờ gì xuống ông à? Dạ. Mình kéo nặng rồi cái quánh nó nặng đó, nó gì cái đầu nó gì xuống. Nói chung giống như là cái kiểu mà nhân quả. Là nhân quả trả. Dạ, trả lại. Đây hồi bữa hổm tụi con cũng có lại quay rồi đăng lên trên mạng á, rồi cái kêu gọi mọi người đó, cũng có mấy anh kênh lớn lại cũng giúp đỡ được chú kia một cái phần nào đó. Rồi kêu gọi như mấy anh mấy chị của chú á về phụng dưỡng chú chùm chia. Cái đó cái nghiệp của nó. Dạ. Với mấy con trâu đó, với đứa con đó. Dạ. Con trâu hành. Nói chung là ba thứ đó, ba chuyện dồn lại đó. Rồi thành ra rồi cái chú chùm chia bị như vậy luôn. Cũng 7-8 bữa rồi. Không thôi là xe cán cái đầu nó rồi. Ngủ đưa ngoài hả? Ngủ đêm hả? Đưa ra ngoài đó. À, ngủ bằng đêm hả? Bằng đêm á. Đêm ra ngủ ngoài đường luôn á. Ừ, hai cái xe nó bị một chiều vậy nè. À. Cái xe hàng đi đậu. Rồi còn cái xe mà đưa bệnh á, đi lên sau mà đi khích vậy nè. Rồi cái xe trước tới dùng dần như thấy người ta đó, nó thắng lại còn có hai gan nữa. À. Dạ, còn hai gian nó tới cái đầu đó. Ừ, rồi cái xe sau á, cái xe đụng tới chở bệnh đó, nó đụng tới nữa. Dạ. Đụng tới mà không có sao. Xe dạ. Hàng đó nó chở đồ nặng, nó không có nhúc nhích. Dạ. Cũng thôi là chết rồi. Như ngủ mà ngủ nằm gần ngoài ra đường quá. Ừ. Dạ. Rồi hôm nay cũng vậy nữa mà. Rồi ra đi nói ra đi này cũng vậy rồi, nằm cũng vô đó. Chú chồm làm gì chú chồm? Chồm nước để làm gì chú chia? Tắm. Tắm hả? Ủa tắm cho ai? Cho nước xẹo hả? Mà cái đó chú tắm cho chú hả? Ừ. Sao ít quá vậy? Đủ không? Đủ tắm không? Chú ngoài kia nó ngoài đường á. Chú ngoài đường hả? Nó nấu cơm, nấu đồ, nó phải cắt tông, nó nhịp lắm cũng vậy, nó giờ 3 giờ nó tắm. Dạ. Nấu cơm cũng vậy nữa. Tức là chú chia ông sắp xếp thời gian, ông cũng vẫn biết như là coi tới giờ nấu cơm là chú chia phải coi cái thời gian, coi cái giờ. Như thí dụ như 3 giờ nấu cơm hoặc 5 giờ nấu cơm. Ừ. Rồi tắm cũng vậy luôn hả chú? Tắm luôn vậy đó. Đó. Dạ. Tắm rồi, tắm nước ở đây gì rồi đó. Dạ. Thì các bạn có đi ngang cái chỗ này thì nhớ ghé lại, không nhiều thì cũng ít, có thể là giúp chú chùm chia được một phần nào đó. Thì cái địa chỉ mình có để dưới phần mô tả đó. Mong tất cả mọi người đến giúp cho chú những cái lúc khó khăn này. Thì hiện tại các con của chú thì chắc chưa tìm đến, chưa tìm thấy cái video này đâu. Nếu mà các anh chị thấy cái video này thì hãy trở về phụng dưỡng chú nha. Cái đó là theo cái lời khuyên chân thành của mình á, cũng như tất cả mọi người, dù gì cũng là cha của mình. Cảm ơn tất cả mọi người xem clip nha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.